Lại nữa, thiện hiện vì tinh tấn ba la mật đa thanh tịnh nên sắc thanh tịnh, vì sắc thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc tinh tấn ba la mật đa thanh tịnh, hoặc sắc thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh, đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì tinh tấn ba la mật đa thanh tịnh nên thọ tưởng hành thức thanh tịnh, vì thọ tưởng hành thức thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc tinh tấn ba la mật đa thanh tịnh, hoặc thọ tưởng hành thức thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh, đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Này thiện hiện vì tinh tấn ba la mật đa thanh tịnh nên nhãn xứ thanh tịnh, vì nhãn xứ thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc tinh tấn ba la mật đa thanh tịnh, hoặc nhãn xứ thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh, đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì tinh tấn ba la mật đa thanh tịnh nên nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ thanh tịnh, vì nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc tinh tấn ba la mật đa thanh tịnh, hoặc nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh, đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Này thiện hiện vì tinh tấn ba la mật đa thanh tịnh nên sắc xứ thanh tịnh, vì sắc xứ thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc tinh tấn ba la mật đa thanh tịnh, hoặc sắc xứ thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh, đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì tinh tấn ba la mật đa thanh tịnh nên thanh hương vị xúc pháp xứ thanh tịnh, vì thanh hương vị xúc pháp xứ thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc tinh tấn ba la mật đa thanh tịnh, hoặc thanh hương vị xúc pháp xứ thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh, đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Này thiện hiện vì tinh tấn ba la mật đa thanh tịnh nên nhãn giới thanh tịnh, vì nhãn giới thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc tinh tấn ba la mật đa thanh tịnh, hoặc nhãn giới thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh, đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì tinh tấn ba la mật đa thanh tịnh nên sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh, vì sắc giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc tinh tấn ba la mật đa thanh tịnh, hoặc sắc giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh, đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Này thiện hiện vì tinh tấn ba la mật đa thanh tịnh nên nhĩ giới thanh tịnh, vì nhĩ giới thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc tinh tấn ba la mật đa thanh tịnh, hoặc nhĩ giới thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh, đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì tinh tấn ba la mật đa thanh tịnh nên thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh, vì thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc tinh tấn ba la mật đa thanh tịnh, hoặc thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh, đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Này thiện hiện vì tinh tấn ba la mật đa thanh tịnh nên tỷ giới thanh tịnh, vì tỷ giới